các bạn đã trở lại Hoàng Hà Channel. Và hôm nay thì Hoàng Hà Channel mang đến cho các bạn một chuyên mục mới mang tên là Friday Night. Chuyên mục này thì sẽ nói về các địa điểm nổi tiếng tại Hà Nội hoặc là các sự kiện tại Hà Nội. Cùng với đó thì Hoàng Hà sẽ trải nghiệm các cái tính năng, ví dụ như là chụp ảnh hay là quay video của các chiếc smartphone. Và cái chuyên mục này sẽ được lên sóng tại Hoàng Hà Channel vào tối thứ sáu hàng tuần. Hôm nay thì trên tay mình đang là chiếc iPhone X, một trong những sản phẩm công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Và tại đây đang là cầu Long Biên, một trong những kiến trúc cổ nhất của Hà Nội. Vì vậy thì hãy cùng Hoàng Hà xem là sản phẩm của chiếc iPhone X của cầu Long Biên sẽ cho ra như thế nào nhé. Mất gần cả buổi sáng thì mới đi được từ đầu cầu đến giữa cầu. Ở đây là điểm xuống có lẽ là duy nhất của cầu Long Biên để xuống nước bãi ở phía dưới. Và phía dưới bãi của sông Hồng này thì có rất là nhiều thứ hay ho. Bãi cùng mình có một cái nhanh là có thể quay được cái gì đây. Vừa rồi là một tập thử nghiệm trong chuyên mục Friday Night mới của Hoàng Hà Channel. Các bạn có đóng góp gì cho chuyên mục Friday Night, ví dụ như là về cách quay dựng video này hoặc là các cái địa điểm rất là hay tại Hà Nội, hãy cho Hoàng Hà biết ở phía dưới phần comment. Và nếu mà thấy chuyên mục Friday Night thú vị thì hãy cùng subscribe kênh YouTube của Hoàng Hà Channel. Xin chào và hẹn gặp lại.